Đó, cái định nghĩa đầu tiên của nó, cái definition. Cái thứ hai đó là trong cái trường hợp UV của mình là những không gian hướng ngoạn chiều. Ví dụ như là U thì là con của RN, V thì là con của RM. À, thì một cái xạ T đi từ U và V nó sẽ chỉ có cái dạng như sau thôi, nó sẽ biến một cái vector x1, x2, xcn thành cái a11 x1 cộng a12 x2 cộng vân vân cộng a1n xn vậy a21 x1 a22 x2 vân vân cộng a2n xn vân vân đến cuối cùng đó là am1 x1 cộng am2 x2 cộng chấm 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 cộng đến amn xn. Nó chỉ có dạng như này thôi. Và khi đấy ấy, thì người ta thường biểu diễn một cái ánh xạ tuyến tính thông qua ma trận. Đó là T của X1, X2 đến XCN. Người ta sẽ biểu diễn nó dưới dạng ma trận A nhân với cái vector cột X1, X2, XCN. Chưa? Trong đó cái ma trận A này thì chính là cái ma trận được viết dưới dạng A11, A12, vân vân đến A1N, A21, A22, A2N, vân đến cuối AM1, AM2. Ai mở nào? Và đây, cái ma trận A này, người ta gọi là cái standard matrix. Dạ, hôm trước là mình đã dừng lại ở cái chỗ này. Phần đầu tiên của buổi hôm nay thì mình sẽ học một số cái khái niệm sau. Thứ nhất là cái cơ chi. Ở đây mình vẫn setup là T là một ánh xạ tuyến tính đi từ U và V nhé. Cái linear transformation. Cái cơ chi này sẽ là gì? Nó sẽ là tập những cái vector U thuộc vào U để sao cho TU thì bằng 0, bằng vector 0 đấy. Hay là cái tập này ấy, thì thông thường người ta có thể có một cách viết khác, đó là T mũ trừ 1 của 0. Có thể có một cách viết như này. Bạn nhìn lại nhá, cái cơ chi này thì là gồm, nó là tập hợp, nó là một tập con của U đúng không? Đấy. Bạn có thể hiểu cái này là một tập con của U. Gồm những vector trong U mà thỏa mãn là TU bằng 0 mà, đúng không? Thế thì có một cái theorem mà nói như này. Một cái theorem nó chỉ ra rằng là cơ chi này subspace U. Nó là một cái không gian vector con của U. Thế thì khi là một không gian vector ấy thì người ta quan tâm đến số chiều, và cái số chiều của cái cơ chi này thì người ta ký hiệu là nullity. Of T by team cơ chi. Cái nullity này thì được định nghĩa là bằng số chiều của cái cơ chi. Tiếp tục nhé.
Đây là một cái khái niệm đầu tiên này, đó là cơ chi và nullity này. Khái niệm tiếp theo mà mình sẽ học đó là khái niệm về Renshi. Renshi hay là một số cái tài liệu người ta có thể sử dụng ký hiệu đó là Imki. Cái Renshi này được định nghĩa là bằng gì? Là bằng U. Ở đây là bạn sẽ lấy U tùy ý thuộc vào U. Và khi ký hiệu như thế này ấy, TU với U thuộc vào U ấy, thì bạn hiểu cái này nó sẽ là một cái tập con của V. Đúng không? Nó sẽ là tập ảnh, đúng không? Có thể hiểu đây là tập ảnh. Cái từ imti này, đấy nó mô tả rất là đúng cái bản chất của cái renti này. Cái im này thì là viết tắt của từ image. Cái imti này có nghĩa là cái ảnh của ánh xạ. Ảnh của ánh xạ, là không gian ảnh. Và có một cái theorem nó chỉ ra rằng đó là cái imti này thì nó là một cái subspace ở V. Và tương tự như thế, khi mà đã nói là subspace thì mình sẽ quan tâm đến cái số chiều của nó. Và người ta ký hiệu rank key này thì chính bằng đúng số chiều dim của im key. Yeah. Sẽ bằng đúng cái số chiều của cái im key này. Và những cái khái niệm này ấy, thì nó có một cái mối liên quan như sau. Nếu như bây giờ mình xét một cái ánh xạ T đi từ RN vào RM, đây là một ánh xạ tuyến tính linear transformation, thế thì mình luôn có cái kết quả sau, đó là nullity of T plus rank T equal to n. Yeah, bạn luôn có một cái kết quả, đó là cái nullity này, tổng của nullity với cái rank này luôn luôn bằng đúng cái số chiều của cái không gian nguồn. Ở đây chính là RN, thì đây chính là N. Thì bạn luôn có cái điều này. Đây là một kết quả nó khá là thú vị. Thì bây giờ mình sẽ xem bài tập nhé. Ví dụ ở đây mình cho là ví dụ mình cho T đi từ R4 vào R2. Ví dụ như này. Được định nghĩa bởi X, Y, Z, W maps to X plus Y, Y plus Z. Ok, mình tiếp tục nhé. Thế thì ý một là gì? Ý một là tính by quality of T. Ý hai đó là by range and rank T. Ok, vậy thì mình làm ý một nhé. Đây là ý một này. Cái cơ chi này, cái cơ chi này thì được định nghĩa, được định nghĩa là bằng những cái vector x, y, z, u in Ra, alpha. Sorry, that's us. T, X, Y, T, W equal to 0.
đúng không? Mình viết lại đúng định nghĩa thôi. Bây giờ t của x, y, z, w bằng 0, đúng không? Thì điều đấy tương đương với là x cộng với 2y, 0, y cộng với z thì bằng 0, đúng không? Như bạn giải cái hệ này ra, đúng không? Giải cái hệ này ra tương đương với bây giờ mình đặt y bằng t thì z của mình trừ t, đúng không? X trừ 2t. Và ngoài ra nó có thêm một cái nghiệm nữa là đáp có một cái ẩn nữa là w, đúng không? W t thì đây mình đặt là u đi. À, t u r, đúng không? Như vậy là cái cơ chi này nó sẽ bằng cái tập hợp gồm các cái vector có dạng là trừ 2t, t, trừ t, u. Trong đó u, t, cấu trúc tùy ý. Thế thì cũng từ cái này thì bạn sẽ thấy là bạn có thể viết cái này dưới dạng là trừ 2t, t, t. Để mình viết kỹ ra nhé. Ở đây bạn sẽ nhìn thấy là t, t, trừ t, u bằng trừ 2t, trừ t. Xin lỗi. Không. Cộng với không, không, u. Đó. Và bạn nhóm ra ngoài t lần trừ 2, 1, trừ 1, 0, cộng với u lần 0, 0, 0, 1. Đó. Và như vậy thì bạn sẽ thấy là cái trừ 2, 1, trừ 1, 0 này, cơ chi này, cơ chi này, thì sẽ bằng span tập hợp gồm hai vector trừ 2, 1, trừ 1, 0 và 0, 0, 0, 1, đúng không? Mà hai cái vector này thì không gấp nhau một số lần nên là cái tập hợp này nó là tập độc lập tuyến tính, đúng không? Linear independent, đúng không? Một cái hệ sinh, đúng không? Một cái spanning set mà lại linear independent thì nó sẽ tạo thành một cơ sở, đúng không? Nó làm cái basis. Thì như vậy bạn suy ra được là tập trừ 2, 1, trừ 1, 0, 0, 0, 0, 1. Đây là một cái basis. Một basis. Cơ chi. Không phải từ đó suy ra. Nullity này, e equal to true, đúng không? Như vậy bạn sẽ có là cái cơ sở của nó gồm hai vector, vậy thì cái số chiều của nó là bằng 2, như vậy con số nullity này của mình sẽ bằng 2, đúng không? Thì cái thứ hai bạn làm tương tự như vậy, cái thứ hai thì bạn sẽ xét nó là range, range thì theo định nghĩa là sẽ bằng là t của x, y, z, w, x, z, w thì thuộc vào r, đúng không? Và bạn viết ra thì nó sẽ bằng gì nào? Viết đúng với công thức của nó ra, đúng không? Được ra là x cộng với 2y này, y cộng z này, đó. Trong đó x, y, z w r. Thế tiếp tục bạn lại phân tích cái này ra, nếu mà bạn phân tích cái này ra thì bạn sẽ thấy là x cộng với cả 2y cộng với 2y phải y cộng z vâng
x0 cộng với y y cộng với 0 z, đúng không? Và nhóm ra ngoài ra được là x lần của 1 0 cộng với y lần 2 1 cộng với z lần 0 1. Đó, từ đấy bạn suy ra được là cái range chi này nó sẽ sinh bởi, đúng không, nó sinh bởi vector 1 0, vector 2 1 và vector 0 1, đúng không, bằng an tập hợp cùng các vector đó là 1 0 2 1 và 0 1. Thế thì ở đây mình có 3 vector, đúng không? 3 vector trong cái spanning set của nó. Cho nên là bạn không thể nào kết luận luôn nó là cơ sở được, đúng không? Và không thể kết luận cơ sở được mà sẽ phải làm thêm một thao tác nữa. Đó là bạn đưa nó về thành cái ma trận hàng, đúng không? 1, 0 này, 1 này, 0, 1 này. Đó. Bạn biến đổi Gauss-Jordan, đúng không? Ra được là 1, 0 này. Lấy hàng dưới trừ 2 là hàng trên này. 0, 1 này. 01, đúng không? Cùng 0 01 0, đúng không? Mình bỏ cái hàng cuối đi, đúng không? Thì còn 0 và 01. Như vậy bạn suy ra được là cái rank chi này. Chi này. Hai. Thì ở đây bạn sẽ nhìn thấy là vector 10 và vector 01 thì nó sẽ tạo thành cơ sở của cái range chi, đúng không? Vậy nó chỉ gồm có 2 phần tử thôi. Vậy bạn suy ra là cái range chi này thì nó bằng 2, đúng không? Đấy chính là cái nội dung của cái bài tập này. Thế bây giờ mình cùng quan sát một chút. Ở đây bạn nhìn thấy cái ánh xạ tuyến tính này thì nó sẽ tương ứng với cái ma trận nào? Standard matrix của standard matrix của cái ma trận của ánh sáng T này là gì? Hàng đầu tiên của nó là 1x cộng 2y cộng 0z và cộng 0w, đúng không? Như vậy là 1, 2, 0, 0. Hàng thứ hai của nó tương tự như thế, đúng không? Sẽ là 0, 1, 1, 0. Đó, như vậy cái ý đầu tiên. Ý đầu tiên là cái ý tìm cơ chi, đúng không? Thì thực ra ấy, cái này ấy, nó sẽ là gì? Nó sẽ là tìm cái không gian, đúng không? Cái cơ chi này. Cơ chi này. Thực ra nó sẽ là trùng khớp với những cái vector x, y, z, w để sao cho a nhân với x, y, z, w bằng 0. Đó. Như vậy là gì? Cái bài tập mà tìm tập x, y, z, w để sao cho a nhân x, y, z, w bằng 0 ấy, tức là tập nghiệm của hệ phương trình thuần nhất ấy, homogeneous system ấy, thì cái bài đấy là mình đã cho các bạn làm rất là nhiều lần và mình nhấn mạnh với các bạn đấy là bài tập quan trọng rồi, đúng không? Thì ở cái phần này bạn được gặp lại, đúng không? Bạn được gặp lại thì nó không phải gặp lại trên kiểu trực tiếp mà nó theo kiểu gián tiếp, đúng không? Thì một cái cơ chi này bạn có thể làm như bên trái mình làm, hoặc là bạn có thể đưa về cái ma trận như bên phải, không? Về bản chất thì nó giống hệt nhau thôi. Đó. Và bạn sẽ nhìn thấy là cái nullity này, nullity này, nullity này, đấy. Cái nullity của T này thì thực ra nó sẽ bằng là số chiều, đúng không? Sẽ tương đương với cái số chiều của cái hệ phương trình thuần nhất AX bằng 0, đúng không? Nó sẽ bằng số chiều của cái tập nghiệm của cái phương trình AX bằng 0. Bài tập này thì mình đã làm rất nhiều lần rồi, đúng không? Nên là cái này các bạn sẽ phải cẩn thận, các bạn phải làm lại nhé. Nếu như các bạn cảm thấy phần này các bạn chưa chắc thì các bạn sẽ phải làm lại đi. Vì cái nội dung mà tìm cái số chiều của không gian nghiệm AX bằng 0 này thì trong cái bài giảng lần trước của mình nhấn mạnh đây là phần rất là quan trọng rồi, đúng không? Rồi đến phần thứ hai đó là cái range chi này cũng như vậy, đúng không? Cái range chi này
range chi này thì thực ra thì bạn có thể viết nó dưới dạng đó là ma trận A nhân với x, y, z, w, trong đó x, z, w số thực tùy ý. Thế cái rank chi thì sao? Rank chi này, mà để ý nhá. Rank chi ấy là mình đã đưa về việc mình test cái phần này đúng không? Test cái ma trận này. Và cái ma trận này ấy, sau đấy mình dùng Gaussian để mà tìm, để mình tìm được xem còn bao nhiêu vector khác không đúng không? Đấy, thế thì bạn có thể hiểu nhá, là cái rank chi này thực ra ấy, nó sẽ bằng đúng rank của ma trận AT. Đây, bạn nhìn ma trận AT nó là cái gì nào? Ma trận AT ở đây nó sẽ là 10 này, 21 này, 10 này, 00. Cái ma trận này với cái ma trận này, đúng không? Thì nó cũng na ná nhau đúng không? Ờ, thì đó chỗ này là 01 chứ, mình viết nhầm. Là 01. Đó. Nó chỉ khác nhau là cái ma trận AT này là nó có một cái dòng nó bằng 00 thôi đúng không? Đấy, còn cái ma trận này thì nó không có cái dòng đấy. Nhưng về bản chất là hai cái này thì nó giống nhau. Đấy. Bạn có thể xét cái ma trận này, xét luôn cái ma trận này. Nên là trong cái việc tính rank T ấy, thì có hai cách làm. Một là bạn có thể làm như bên trái mình làm, và không là bạn làm như bên phải, đó là bạn sẽ viết luôn cái ma trận AT này, sau đó bạn tìm rank của nó thông qua việc bạn dùng Gaussian. Còn một cách nữa, đó là bạn tính luôn cho mình cái rank của ma trận A. Rank của ma trận A. Tại vì rank của AT và rank của A là giống nhau mà. Bạn nhớ rank của ma trận là gì? Trong một ma trận ấy, thì nó có hai cái loại không gian cơ bản đúng không? Một là cái column space, là cái không gian sinh bởi các cột, và hai là row space, là sinh bởi các hàng đúng không? Thế thì có một điều đặc biệt, đó là đối với một cái ma trận ấy, thì cái row space và cái column space thì nó có chung số chiều đúng không? Hai cái không gian này có chung số chiều, và người ta đặt cho cái số chung đấy nó là rank của ma trận đó. Nên là cái rank AT với rank của A là hoàn toàn giống nhau. Cho nên ở cái bài tập này ấy, nếu như mà đề bài chỉ yêu cầu là tìm rank của ánh xạ tuyến tính thì bạn hoàn toàn bạn có thể sử dụng cái ma trận tương ứng của nó và bạn tìm rank của cái ma trận thì bạn cũng có thể giải quyết được cái bài tập này. Yeah. Như vậy bên trái là mình đã làm theo đúng cái định nghĩa và theo đúng cái gọi là cái biểu diễn của ánh xạ tuyến tính. Còn bên phải này là mình dùng cái ma trận tương ứng. Đó, nên là lúc làm bài thì bạn hoàn toàn bạn có thể dùng một trong hai cách nhé. Tất nhiên bạn nhìn thấy dùng ma trận ở bên phải thì có vẻ nó dễ hơn và nó gọn gàng hơn đúng không? Còn bên trái thì bạn sẽ phải làm khá là nhiều bước. Đó, nội dung tiếp theo. Nội dung tiếp theo mình nó lại muốn nói tiếp về cái ma trận của ánh xạ tuyến tính. Cái phần mà buổi trước mình chưa kịp nói. Linear transformation. Thì bạn biết là có một cái khái niệm đầu tiên là cái khái niệm về trước mình học đúng không? Là standard. Cái standard metric. Cái này thì ok rồi đúng không? Nhưng bây giờ mình sẽ học một cái khái niệm mới. Cái definition tổng quát hơn. Bây giờ mình cho một cái ánh xạ T đi từ U và V là linear transformation. Và mình có tập S1 bao gồm các cái vector đó là U1, U2 đến UN. Này là một cái basis of U. S2 bao gồm các cái vector là V1, V2 đến VM.
Đây là một cái basis ở phi. Thế thì nếu như if bạn có là gì? Ảnh, tọa độ của ảnh trong cơ sở S2 thì bằng ma trận A nhân với tọa độ của vector trong S1. Thì cái ma trận A này if this S1 S2. Nếu như bạn có cái biểu thức đó là tọa độ của ảnh trong S2 thì bằng ma trận nhân với tọa độ của vector gốc trong S1, thì khi đấy bạn sẽ gọi cái ma trận này là ma trận của ánh xạ trong cặp cơ sở S1 và S2. Thế thì câu hỏi đó là tìm T, tìm A như nào? To find matrix A. Thế thì bạn sẽ tìm như thế nào? Thì thực ra thì cách làm nó cũng đơn giản thôi. Các bạn theo dõi cái cách làm tổng quát nhé. Xong rồi mình sẽ làm một bài tập tương ứng để các bạn xem. Đầu tiên là mình sẽ tìm T của U1. Mình tìm cái ảnh của nó ra. Sau khi tìm ảnh của nó thì mình sẽ tìm cái tọa độ của nó trong cơ sở S2. Nghĩa là A11, V1, cộng A21, V2, cộng chấm chấm chấm, cộng đến AM1, VM. Tiếp tục đến U2. Mình lại tính T của U2 thì bằng A12 V1 cộng với A22 V2 cộng chấm 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 cộng AM2 VM vân vân đến cuối. Đó là T của UN thì bằng A1N V1 cộng A2N V2 cộng chấm chấm cộng đến IMN VM. Sau đấy thì bạn lập cái ma trận A như sau. Cột đầu tiên là nó tương ứng với T của U1, sẽ là A11, A21, vân vân đến cuối, là AM1. Cột thứ hai thì nó sẽ là A12, A22, chấm AM2, tương ứng với cả TU2 này. Và cột cuối cùng có là A1N, N, AMN. Và bạn để ý là cái cột đầu tiên này, cột đầu tiên này thì sẽ là tọa độ của TU1 trong cơ sở S2. Cột thứ hai này thì sẽ là tọa độ của TU2 trong cơ sở S2 và vân vân. Cột cuối cùng này thì sẽ là TUN trong cơ sở S2. Như vậy cách làm rất đơn giản. Đầu tiên các bạn tìm ảnh của cái tìm ảnh của từng cái vector trong cơ sở S1. Sau đó bạn tìm tọa độ của ảnh trong cơ sở S2 và bạn dựng thành các cột của cái ma trận. Các bạn dựng thành các cột của ma trận. Bây giờ mình cùng làm ví dụ nhé. Ví dụ mình cho T đi từ R3 2
Được định nghĩa đó là x z trừ y z. Và mình có cơ sở S1 bao gồm vector đó là 110 101 và 011. Mình có cơ sở S2 bao gồm hai vector đó là 12 và 20. Thì bây giờ bạn tìm cái ma trận trong cái cặp cơ sở này. Đó, thì đầu tiên bạn tính cho mình là T của 110 nó ra cái gì nào. 110 theo đúng công thức này thì nó sẽ ra là 3 1, đúng không? Vâng. Đợi mình một tí nhé, chúng ta xem thằng em trai mình nó học hành. Ok, mình tiếp tục nhé. Đấy, đấy là T của 110 nó bằng 31 đúng không? Thì bạn sẽ phải kiểm tra xem là nó bằng bao nhiêu lần của 12 và cộng với bao nhiêu lần của 20. Thế thì thông thường là các bạn sẽ phải đặt lambda 1, lambda 2 rồi các bạn giải hệ phương trình để các bạn tìm được cái hệ số đứng trước cái này là bao nhiêu. Nhưng mà ở đây mình cho hơi đặc biệt một tí là cái tọa độ thứ hai bằng 0 đúng không? Nhưng mà cái này là 2 đúng không? Như vậy thì mà cái này là 1. Như vậy cái này phải là 1/2. 1/2 nhân 1 đúng không? Còn đây là 3. À, như vậy là còn thiếu 5/2 đúng không? Mà đây lại là 2. Như vậy chỗ này là 5/4. Mình nhầm như vậy luôn. Tiếp theo là T của 101. T của 101 thì tính ra thì nó ra là 11 đúng không? Và tương tự bạn sẽ phải tính xem là bằng bao nhiêu lần của 12 cộng với bao nhiêu lần của 20. Đó, thì bạn nhìn thấy ở đây là gì? Đây là 0 đúng không? Mà đây là 2, mà đây là 1. Như vậy đây vẫn là 1/2 này, đúng không? Mà đây là 1 nữa. 1/2, như vậy thiếu 1/2 nữa đúng không? Như vậy đây sẽ là 1/4. Yeah. Tiếp tục nhé. T của 011. 011 thì bạn tính ra nó ra là gì nào? Nó ra là 2 này. 2 đúng không? Vậy nó bằng bao nhiêu lần 12 cộng với bao nhiêu lần 20? Thì ở đây bạn nhìn thấy đây là 0 đúng không? Đây là 2 và đây là 2. Thì như vậy đây là 1 lần. Đó. 1 x 1 là 1 đúng không? Mà đây là 2, như vậy thiếu 1 nữa. Đây là 1/2. Như vậy cái ma trận A này nó sẽ bằng, cột đầu tiên thì sẽ tương ứng với cả T của 110 đúng không? Sẽ là 1/2 và 5/4. Cột thứ hai thì nó sẽ là 1/2 4. Và cột thứ ba là 1/2. Yeah, tính khá đơn giản đúng không? Đây là ví dụ đầu tiên nhé. Ví dụ thứ hai. Ở đây mình cho T đi từ R3, thôi mình lấy R2, đỡ phải làm nhiều. R2 và R2 cho bởi đó là x, y maps to x, y and y. Và cơ sở, cho một cơ sở S gì?
gồm vector đó là 1, 2, 0, 1. Đây là basis. Câu hỏi đó là tìm ma trận của T tương ứng với basis S. Thì ở đây bạn nhìn thấy câu hỏi này nó chỉ có một cơ sở S đúng không? Thì đây là một cái dạng bài khá đặc biệt, đó là người ta cho T đi từ không gian R2 và R2, nghĩa là hai cái không gian này nó giống hệt nhau. Và cơ sở S này thì bạn hiểu nó sẽ là cơ sở của cả cái không gian nguồn và cả không gian này, nghĩa là của cả bên trái và của cả bên phải. Thì cái câu hỏi đó là tìm ma trận của ánh xạ T trong cái cơ sở này ấy, thì nó sẽ tương ứng, sẽ tương tự với cái câu hỏi đó là tìm cái ma trận của T tương ứng với cơ sở S S tương ứng với cơ sở S S, nghĩa là cơ sở của hai bên hoàn toàn giống nhau. Thế thì nếu như bạn đã hiểu như này rồi thì cái bài này làm rất là dễ đúng không? Đầu tiên bạn tính cho mình là T của 1, 2 nó bằng bao nhiêu? T của 1, 2 khi mà thay số vào thì ra là 5, 2 đúng không? Nó bằng bao nhiêu lần của 1, 2 cộng với bao nhiêu lần của 0, 1? Đó, cái này nhầm thôi. Đầu tiên là 0 đúng không? Mà đây cần 5, như vậy đây phải là 5. 5 nhân 2 là 10 đúng không? Mà đây lại là 2, như vậy là cần trừ 8 đúng không? À, tiếp tục, đó là T của 01. Tính ra thì nó ra là 21 đúng không? Nó bằng bao nhiêu lần của 12 cộng với bao nhiêu lần của 01? Thì ở đây đây là 0 đúng không? Mà đây là 1 đúng không? Mà đây là 2. Như vậy chỗ này cần 2. 2 nhân 2 là 4 đúng không? Mà đây là 1. Như vậy cần trừ 3. Vậy cái ma trận A ở đây 5 trừ 8 2 trừ 3. Thế nào? Như vậy ở đây nó có hai cái dạng bài tập điển hình nhé. Một đó là cái dạng bài tập đó là người ta cho các bạn hai cái cơ sở và hai không gian khác nhau. Sau đó thì tìm ma trận của ánh xạ trong cặp cơ sở như thế. Đó. Thế còn cái bài tập thứ hai đó là người ta cho cùng một cơ sở, cho cùng một không gian. Ánh xạ ở đây là đi từ không gian R2 vào chính R2 và người ta chỉ cho một cái cơ sở thôi. Và người ta hỏi cái ma trận của T trong cái cơ sở S đấy. Thế thì bạn hiểu là khi mà người ta đã đề cập đến một cơ sở thôi thì cái ma trận ở đây chính là cái ma trận trong cặp cơ sở SS, nghĩa là cả bên trái và cả bên phải bạn đều lấy cái cơ sở đấy là cơ sở gốc. Thì cách làm vẫn tương tự thôi đúng không? Cách làm vẫn tương tự thôi. Tóm lại thì cái phần này thì nó công thức của nó thì nhìn có vẻ khá lằng nhằng đúng không? Nhưng mà thực hành thì nó chỉ có một hai bước như này thôi. Đầu tiên bạn tìm ảnh, sau đó bạn tìm tọa độ của ảnh trong cái cơ sở đấy là được. Đó. Và bước thứ ba đó là bạn xếp tất cả những cái tọa độ đấy thành cột là xong, cột tương ứng là xong. Đó, đúng không? Thế thì ở đây bạn sẽ hiểu là gì? Bạn sẽ hiểu là cái standard matrix này này thì nó chính là cái ma trận ma trận tương ứng tiếp tương ứng với standard basis.
Thì bạn hiểu cái startup matrix này này. Hôm trước mình dạy các bạn cách tìm rồi đúng không? Nhưng mà về bản chất của nó thì nó chính là cái ma trận trong cái cơ sở tự nhiên. Cơ sở tự nhiên là 100, 010 và 001 đấy. Kiểu như thế. Thì cái startup matrix này thì chính là cái ma trận trong cặp cơ sở tự nhiên thì đúng không? Cặp cơ sở tự nhiên. Yeah. Như vậy là cái bài hôm nay thì nó sẽ tổng quát hơn của bài hôm trước đúng không? Ở đây bạn sẽ tìm được ma trận trong cặp cơ sở bất kỳ, chứ không chỉ dừng lại cái việc là cái ma trận trong cơ sở tự nhiên. Thì ở đây mình có bài tập cho các bạn nhé. Exercise. Ở đây mình cho hai bài. Bài thứ nhất đó là cái xạ T đi từ N4 N3 được định nghĩa bởi là y 4 y w y minus z and x y q w. Và bài số 2 là mình cho t đi từ n3 r3 trong đó được viết bởi đó là y x plus y y z x minus 2z. Thì cả hai bài này đều có ý A. Ý A là gì? Ý là standard. B nullity of T. Thứ ba là my rentee and ranky và cuối cùng thì ở bài số 1 mình cho cơ sở S1 bao gồm các vector 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 S2 là cơ sở trong R3. Ba vector đó là hai 0 và 222. Dạ, câu hỏi đó là tìm y tiếp là bài đầu tiên nhé. Thế còn ý D của bài thứ hai đó là mình lấy cơ sở S bao gồm các vector đó là 211 121 và 112. Và câu hỏi đó là tìm cơ sở
US. Về bài bên trái thì là có cặp cơ sở S1 và S2 đúng không? Ở bên phải nó chỉ có một cơ sở S thôi, thì bạn sẽ hiểu là bạn sẽ tìm cái ma trận của ánh xạ này trong cặp cơ sở SS. Thế nào? Thì buổi hôm nay thì mình chỉ học đến đây thôi. Như đây cũng là cái nội dung cuối cùng mà thầy Dũng giảng cho các bạn ở cái lecture note rồi đúng không? Thì các bạn có câu hỏi nào không? Không ạ. Ok. Thế thì mình sẽ nghỉ ở đây nhá. Buổi sau gặp lại các bạn sau. Ơi ơi. À, thì em nhìn thấy ở đây mình có hai cái không gian đúng không? Không gian R3 và R3 ấy. Thì mình xem lại cái bảng lúc trước mình viết nhé. Em nhìn thấy cái ví dụ thứ hai không? Ví dụ thứ hai nhá, là mình cho T đi từ R2 và R2 này đúng không? Và câu hỏi của nó chỉ là tìm ma trận của T trong cơ sở S thôi đúng không? Thì thông thường theo định nghĩa ấy, thì em sẽ phải nói là cái cơ sở của mình gồm hai cơ sở S1 và S2. Một cái thì là ở cái tập bên trái, và một cái đây, S1 thì tương ứng với U đúng không? Và S2 tương ứng với V. Nhưng mà ở cái bài tập số 2 này này, cái ví dụ thứ hai này này, thì cái R2 và cái R2 này là giống nhau. Nên là khi nếu như mà mình nói là tìm ma trận của T trong cơ sở S, thì mình sẽ hiểu đó là tìm ma trận của T trong cơ sở SS đúng không? Và cái S này thì tương ứng với cái R2 bên trái, và cái S bên này thì tương ứng với R2 bên phải. Được không nào? Thế thì em nhìn vào cái bài tập này. Em nhìn vào cái bài tập này. Ở đây mình cho R3 và R3 đúng không? Và mình chỉ cho một cái S thôi. Thì ở đây em hiểu là tìm ma trận của T trong cơ sở S đúng không? Hay là có thể gọi là cơ sở SS. Thì cái S này sẽ coi là cơ sở của bên trái. Và cái S này thì coi là cơ sở của bên phải. Thế nào? Các bạn có câu hỏi nào khác không?